Xin chào các anh chị, Nhi là Phạm Minh Ý Nhi đến từ phòng huấn luyện Amway Việt Nam. Chào mừng các anh chị đến với khóa học về giải pháp chăm sóc răng miệng Clister Refresh. Anh chị thân mến, răng chúng ta hàng ngày đều phải hoạt động để nhai và nghiền nát thức ăn. Và thời gian, tuổi tác cộng với cách ăn uống và thói quen chăm sóc, dù vô tình hay hữu ý, cũng đều khiến cho răng bị tác động và ảnh hưởng. Bên cạnh đó, tuyến nước bọt kết hợp với thức ăn thừa sẽ sản sinh ra vi khuẩn đục khoét men răng. Về lâu dài, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe răng miệng. Chính vì vậy, khóa học này sẽ giúp anh chị hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc vệ sinh răng miệng, cũng như giải pháp chăm sóc răng miệng đến từ dòng sản phẩm Clister Refresh. Ngay bây giờ, xin mời anh chị hãy cùng với Nhi tìm hiểu về tầm quan trọng của sức khỏe răng miệng nhé! Đầu tiên, quan sát trên màn hình, anh chị có thể thấy một thống kê đến từ Viện Răng Hàm Mặt Trung ương, trong đó có đến 90% người dân đang gặp vấn đề về răng miệng, phổ biến nhất là sâu răng, viêm lợi và viêm quanh răng. 80% người trưởng thành và 60% trẻ em có sâu răng vĩnh viễn, viêm lợi và viêm quanh răng. Và có hơn 30% người trưởng thành có túi mủ bệnh lý quanh răng. Và đáng chú ý là hiện vẫn còn có một tỷ lệ khá cao người dân không quan tâm đến răng miệng, không đến bệnh viện hay cơ sở y tế nào để khám răng. Và cũng theo điều tra của Bộ Y tế, có 44% người đi khám do đau răng và gần 10% đi kiểm tra. 55% dân số không bao giờ đi khám và có 85% bị sâu răng ở độ tuổi từ 6 đến 8 tuổi, trong đó có đến 94% không được điều trị. Theo Phó Giáo sư Trịnh Đình Hải, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, nguyên nhân chủ yếu là do người dân còn xem nhẹ việc chăm sóc hay các bệnh lý về răng miệng. Phần lớn người bệnh chỉ đến khám khi răng gặp vấn đề như là sưng tấy, đau nhức do sâu, viêm nú, lợi. Người dân cũng chưa có ý thức chăm sóc răng miệng định kỳ. Như anh chị cũng đã biết, thì miệng chính là cửa ngõ, lối vào chính của cơ thể và răng miệng là cửa ngõ của bộ máy tiêu hóa. Chính vì vậy mà việc chăm sóc sức khỏe răng miệng có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Trong khoang miệng của chúng ta có một hệ vi sinh vật vô cùng đa dạng và phong phú với hơn 700 loài khác nhau, gồm hàng nghìn tỷ vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng và các sinh vật khác. Hệ vi sinh vật này được tạo từ các vi sinh vật có lợi và có hại, đa số đều thân thiện và có mối quan hệ cộng sinh với cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa và giữ cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Mặc dù vi khuẩn trong miệng phần lớn là vô hại, nhưng việc giữ gìn vệ sinh răng miệng luôn được các nhà khoa học, nha sĩ nhắc nhở, khuyến khích mọi người nên thực hiện thường xuyên vì những lợi ích mà nó mang lại. Thao tác đánh răng đúng cách sẽ loại bỏ những mảng bám trên bề mặt răng và giữ cho răng miệng của chúng ta luôn sạch sẽ, hạn chế tối đa các bệnh do vi khuẩn gây nên như là sâu răng hay viêm lợi. Một hàm răng được chăm sóc cẩn thận sẽ trắng sáng, hơi thở thơm tho, giúp chúng ta tự tin hơn trong mọi hoạt động giao tiếp hàng ngày. Và bên cạnh đó, theo các nhà nghiên cứu thì các bệnh răng miệng cũng có sự ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống miễn dịch của cơ thể con người. Khi sức khỏe của răng miệng tốt sẽ giúp cho hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta tốt lên, tránh được các bệnh viêm nhiễm khác. Chính vì vậy mà việc chăm sóc răng miệng là một biện pháp phòng ngừa rất cần thiết để gìn giữ sức khỏe tổng thể. Một khi đã có những chủng vi khuẩn miệng thì chúng ta không có khả năng loại bỏ mà chỉ có thể quản lý và kiểm soát vi khuẩn trong miệng bằng cách chăm sóc răng miệng đúng cách. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những cách để bảo vệ răng theo khuyến nghị từ các chuyên gia và nha sĩ anh chị nhé. Đánh răng tối thiểu 2 lần một ngày và sử dụng kem đánh răng có chứa fluor. Đồng thời, chúng ta nên dùng chỉ nha khoa ít nhất 2 lần mỗi ngày để có thể loại bỏ hoàn toàn những thức ăn nằm sâu trong kẽ răng và nú, góp phần ngăn ngừa hại khuẩn sinh sản trong khoang miệng. Và việc dùng nước súc miệng hàng ngày để giữ cân bằng cho hệ vi sinh vật trong miệng và tạo hơi thở thơm mát cũng là một điều vô cùng cần thiết. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống khoa học và lành mạnh cũng đóng một vai trò trong việc kiểm soát và cân bằng vi khuẩn. Chúng ta nên tránh các thực phẩm có đường, tinh bột, đồng thời tránh sử dụng đồ uống có cồn hay thuốc lá anh chị nhé. Ngoài ra, anh chị cần lưu ý thay bàn chải đánh răng 3 tháng một lần
hoặc sớm hơn nếu thấy lông màng chải bị mòn. Đồng thời chúng ta cũng nên đến nha sĩ thăm khám trung bình 6 tháng một lần và hãy liên hệ với nha sĩ ngay khi có vấn đề về sức khỏe răng miệng phát sinh. Và anh chị thân mến, như Nhi vừa chia sẻ thì các nha sĩ khuyến cáo chúng ta nên sử dụng kem đánh răng có chứa floor 2 lần một ngày. Như vậy thì floor là gì và tại sao lại quan trọng đến thế? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút về floor và công nghệ Reminax có trong kem đánh răng nhé. Xương và men răng của chúng ta được cấu tạo chủ yếu từ khoáng chất canxi hydroxyapatite. Khi chúng ta ăn uống, những thức ăn còn sót lại trong răng và khoang miệng sẽ hình thành vi khuẩn tạo mảng bám. Những vi khuẩn này sẽ tạo thành axit, khiến cho các khoáng chất như canxi, phốt pho có trong men răng bị mất đi. Floor là yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe răng miệng. Floor có khả năng mang khoáng chất quay trở lại men răng và giúp cho men răng của chúng ta chắc khỏe hơn và phòng chống sâu răng hiệu quả. Công dụng nổi bật của floor có thể kể đến như chống lại sự tấn công của axit, ngăn ngừa vi khuẩn gây hại, ức chế chuyển hóa đường xảy ra trong khoang miệng, phá hủy điều kiện sống của khuẩn sâu răng, hạn chế sâu răng ở trẻ nhỏ, nuôi dưỡng sự phát triển khỏe mạnh của răng vĩnh viễn, kiến tạo men răng, tạo ngà răng, giúp bề mặt răng được cứng cáp hơn. Và khi floor kết hợp với công nghệ Reminax sẽ giúp mang khoáng chất quay trở lại men răng, giữ cho răng của chúng ta luôn chắc khỏe và chống sâu răng tốt hơn. Anh chị thân mến, như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong những thông tin tổng quan về tầm quan trọng cũng như những lời khuyên cho việc chăm sóc sức khỏe răng miệng. Và lời khuyên thì cũng sẽ đi kèm với giải pháp đúng không ạ? Những giải pháp đó là gì? Thì xin mời anh chị cùng Nhi theo dõi video kế tiếp về giải pháp chăm sóc răng miệng Crystal Refresh nhé!